Sư Thích Ca Ni Phật, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam Mô Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Kinh. Con của anh xin đọc về phần thứ 12, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện. Bây giờ Thế Tôn Luận Điều nói kể rằng, ta xem Địa Tạng sức quái thần, số kiếp hàng xa khó tọa tầng, phải nghe một niệm chiếm ngược lệ, trời người lợi ích sự được không ngàn. Hoặc thần hoặc cùng, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, bảo tầng sẽ xa vào đường dự, chỉ tấm khuy mạng đại sĩ thân, tuổi nhỏ thêm nhiều từ tuổi dự, kẻ trơ mất mẹ, kẻ cùng cha, huấn đề anh em kẻ gục ra, lớn không nghĩ đến điều không biết, nẹo dự đương lanh ở đâu la, hoặc mẹ hoặc cô đại sĩ hình trượt, cảm thương chiếm lệ, việc chẳng lành hai một ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình chỉ rằng quyền thuộc ở nơi nào dẫu cho ác thú cũng qua mau nếu được không lui lòng kính ngược thánh kỷ Bồ Tát vuốt đầu trao bồ đề vô thường muốn tu hành mong ra bác khỏi cõi tự sanh người này được phát lòng bí lớn được đến quy y chiếm ngược đại sĩ hình nghe tên quy y đấng trọn lành cũng dường cúng kính phát lòng thành nghiệp trưởng chẳng hề ngán trưởng đàn bao nhiêu máu ước sớm biến thành có kẻ phát tâm tùng cuốn sách muốn đồ chúng sanh khỏi ta ách dẫu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn đọc rồi quên rồi luôn sợ mất người này nghiệp trưởng nó là mê học đại thừa kính khỏi mọi bề y phục án uống các ngoài cù cũng dường địa tàng với hương hoa dùng chén được trong bày trước tường đã bưng một ngày một đêm bưng lấy uống sanh rồng ấn trồng cục nhục rôm tâm rượu thịt tà dâm cùng dội luận hai một ngày chợ sạc xanh chiếm lòng tượng niệm tường nhân danh chiếm bao thầy trò tôn dung điện thức rồi liền đàm trị không lanh đài thừa kính giáo nghe qua tai nghìn đài nghìn vàng đời sau nhớ chẳng sai chính là đoàn sĩ quái thần đỏ thầm giúp người kia có huệ tài chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau cửa nhà hoa hoa người lìa nhau ngủ mê mộng mì không án giấc cầu muốn học hư chẳng được nào dốc lòng chiếm ngược địa tàng ngài bao nhiêu việc ác thải tiêu ngay nhận đến chiếm bao điều án cả quỷ thần tò hồ của dư xài qua sông biển đến núi rừng cầm thú giặc nguy giặc đón đường đột nguy giặc đoạn đường ác thần ác quỷ mưa gió dữ nhiều nỗi gian nan cũng không lường sắp sửa ra đi đúng trước tường cũng dường kinh lệ cùng chiếm ngược biển cả núi rừng biển cả có vào trong ác sai chiếu sạch trùng án sướng quán âm là nghe ta nói rõ địa tàng vô lượng quái thần đó trăm nghìn bảo đẹp trăm nghìn muốn kiệp thuật chặn rồi rồng tuyên đại sĩ đầy sức nò như người nghe đến địa tạm danh thể hiện chiếm ngược hết lòng thành hương hoa án uống y ứng y phục trăm nghìn bảo đẹp hương điều lành nếu đem công đức hồi pháp giới ruột rạo thành phật sinh tự còi quả âm gặng lắng nghe gặng tuyên bày truyền ra hằng hà xa nhiều nữa coi nam mô đại nguyện địa tạng đại đại tạng nam mô bổn sư thích ca ni phật nam con xin hồi hưởng công đức kệ học thuộc kệ kinh phẩm số 12 cho tất cả chúng sanh ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh chúng sanh đang đòi khao cả có nhân duyên với ngài Địa Tạng Bồ Tát nhân duyên với tám bảo thấy được sự vĩ đại của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà khát ngược nữa vào ngài để được án ổn và giải thoát nam mô đại nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát nam mô đại nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát nam mô đại nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát ha ha ha